Xin chào mọi người ạ. Hôm nay Viện Thẩm mỹ Korea lại quay trở lại với các bạn bằng một livestream rất là mới về một cô khách hàng đã làm liệu trình về Maxillipo được 15 ngày rồi. Thì đây là tình trạng mỡ ngày đầu tiên của cô. Đấy, cô khách hàng 60 tuổi rồi. Có khá là nhiều những cái vấn đề về sức khỏe, tuy nhiên là cô đã lựa chọn cái phương pháp về làm giảm mỡ Maxillipo. Thì mọi người cùng với mình vào trò chuyện với cô nhé. Đây là ngày đầu tiên lượng mỡ của cô rất là lớn. Mọi người có thể là quan sát kỹ một chút. Đấy, mỡ bụng trên, bụng dưới và cả hai bên hông eo này, lượng mỡ rất là nhiều, cực kỳ nhiều và dày mỡ. Đó, mọi người nhìn nhá. Và tiếp tục là chúng ta cùng vào xem là sau 15 ngày thì kết quả của cô như nào. Mọi người cùng theo chân mình vào để gặp cô nhá. Chào chào cô. Hôm nay thì Korea rất là vui khi được gặp cô và muốn là trò chuyện với cô một chút về liệu trình để làm giảm mỡ. Thì đây là hình ảnh của cô ngày đầu tiên. Đây, cho mọi người cùng theo dõi về tình trạng mỡ của cô ngày đầu tiên rồi. Thì rất là tò mò là sau 15 ngày kết quả của cô như nào. Có rất là nhiều chị khách hàng cũng đang rất là quan tâm và muốn là xem là hình ảnh của cô ngày hôm nay sau khi cô làm bác thi được 15 ngày. Mọi người cùng nhìn lại tình trạng mỡ bụng của cô nhá. Đây là lượng mỡ của cô sau 15 ngày. Đấy, trước tiên là mọi người có thể là nhìn thấy cái tình trạng mỡ bụng hai ngấn là đã không còn nữa rồi. Và hai bên hông này nó tạo thành một cái đường hõm rất là đẹp, một cái đường lượn sóng ở đây. Phần eo ở trên gần như là đã cạn hết là mỡ rồi đây. Mọi người có thể là nhìn thấy phần bụng trên của cô rất là đẹp rồi. Đấy, cô có thể là chia sẻ với mọi người một chút là khi mà cô làm về cái liệu trình Maxillipo ấy thì cô có cảm thấy là mình lo lắng hay mình có những cái cảm nhận gì không ạ? Lúc đầu tiên thì mọi người giới thiệu đến đây thì mình rất là lo, bởi vì là mình cũng giảm cân rất là nhiều. Cô cũng có đi, cô đã phương pháp gì, uống thuốc này, uống thuốc và tập luyện nhưng mà không ăn thua gì, không giảm được, không giảm được. Dạ, vì cái lượng mỡ này của mình quá nhiều, quá nhiều nên là chỉ tập luyện rồi ăn uống rồi uống thuốc không giảm. 25, đây là mỡ 25 rồi cô, 25 rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Đấy. Ngoài ra là cũng được biết là cô cũng có một số cái vấn đề về sức khỏe trước khi mà làm bác thi. Đúng rồi. Cô thì nói chung là béo quá mà. Cho nên là thường là cô là bị tiểu đường này. Cô bị tiểu đường, cô tiểu đường này. Rồi mỡ máu, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, mỡ mỡ. Đấy. Rất nhiều bệnh khá là nguy hiểm. Thật ra ở độ tuổi các cô, ví dụ như là mình bị thừa mỡ nhiều ấy, là mình rất là dễ bị những cái căn bệnh như vậy. Lượng mỡ lớn thì kiểu gì cũng sẽ tiểu đường rồi huyết áp rồi mỡ máu gan nhiễm mỡ. Đấy là những cái mình không tránh khỏi được. Thì khi mà cô làm về liệu trình với Maxi này, cô có cảm thấy là mình cải thiện được về vấn đề sức khỏe không? Cải thiện rất nhiều. Dạ. Cải thiện rất nhiều. Bây giờ cô thấy người nó nhẹ nhõm đi này. Dạ. Thế về lại những các cái chỉ số đi khám thì là coi như là gần trở lại với cái bình thường. Bình thường rồi đúng không? Gần trở lại mức bình thường. Thì khi mà khách hàng qua Korea để làm liệu trình Maxi ấy thì bên Korea rất là khuyến khích mọi người sau khi kết thúc về liệu trình Maxi đi kiểm tra sức khỏe, để biết được là cái cơ thể của mình nó cải thiện được như thế nào. Đấy, về cô biết là bác trai cũng rất là vui bởi vì là vợ đi làm giảm béo, vừa giảm được mỡ mà vừa cải thiện được sức khỏe cô nhỉ. Cô có thể là chia sẻ mọi người một chút là khi mà cô làm bác tin thì mình về nhà mình đi vệ sinh ấy, mình cảm thấy là như thế nào? Đầu tiên thì cô độ khoảng 3 ngày thì là cô thấy đi vệ sinh nó rất là nhiều mỡ, cô cảm tưởng là có mỡ. Với lại màu nó vàng vàng. 3 ngày thôi là cô đi vệ sinh cô đã thấy hiện tượng như thế rồi. Mà mùi rất là khó chịu. Mùi đúng rồi, tại vì là nó còn đào thải cả mỡ nội tạng nữa. Thế nên là cái mùi của nó hơi được không được dễ chịu lắm. Rất là nhiều khách cũng chia sẻ là tại sao mùi đấy, nó mùi kinh khủng luôn. Dạ. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy các cái băng mỡ đào thải ra mình cảm thấy như là lúc đầu có cảm thấy lo lắng mà nói chung là cũng hoảng. Dạ. Mà tự nhiên nó lại màu không bình thường như những cái ngày trước. Dạ. Cho nên là cũng hoảng. Thật ra đấy là những cái biểu hiện rất là thông thường thôi. Và tất cả những khách hàng mà làm liệu trình Maxi đều có những cái cảm nhận như vậy. À, đi vệ sinh thấy được phân lỏng, thấy được đào thải mỡ. Đấy. Bây giờ quần áo của cô thì mặc như thế nào rồi? Quần áo bây giờ thì cô không mặc được nữa rồi. Không tại mặc được cái rộng quá. Rộng quá, giờ phải may hết một loạt mới. Dạ. Đấy. Cũng được. Không sao. Cũng được rồi. Miễn là mình về được giảm được mỡ này không? Quần áo thay quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nhá, của cô á, nó mới chỉ là 15 ngày thôi, 15 ngày nó sẽ còn giảm nữa, nhất là cái phần bụng dưới của cô này. Cô giờ bụng dưới hơi to chứ. Đúng rồi, thật ra là để mà so với cả để mà bụng bé lại á, như con gái á, thì mình cũng không mong muốn được như vậy. Đúng vì rồi. Là ở độ tuổi của cô bây giờ là quá là tuyệt rồi. Đấy, nhưng mà mình muốn cải thiện một chút nữa thì cái phần bụng dưới này của cô này trong vòng 15 ngày tới nó sẽ còn tiếp tục nó giảm nữa. Đó,
hai bên hông này thì đẹp rồi cô, hai bên hông này là gần như là hết mỡ rồi. So với bụng ban đầu thì rất là kinh khủng, bụng tròn tròn hai bên, căng tròn luôn, ngấn luôn đấy, rất là to. Cô có thể quay ngang để cho mọi người xem cái phần mỡ bụng của cô với này đấy, để mọi người nhìn thấy. Đây, cô quay chính nhất cho cô. Năm nay 60 tuổi nhưng 60. Mà da cô cũng vẫn rất là đẹp. Và có một điều đặc biệt nhé, mọi người lưu ý nhé, khi mà làm liệu trình với Martin, đây là hình ảnh ngày đầu tiên của cô này, mọi người nhìn thấy này, bụng hai ngấn mỡ, nhưng mà sau khi mà cô giảm một cái lượng mỡ lớn như vậy, bụng của cô cũng không hề có xuất hiện một cái tình trạng nhăn hay là trùng chảy gì cả. Mà cô là năm nay 60 tuổi ạ, tốc độ da lão hóa là đã rất là lớn, da lão hóa nhiều rồi đấy, nhưng mà độ đàn hồi sau khi mà làm Martin nó vẫn rất là tốt, bởi vì trong tinh chất Martin Rebo nó có thành phần hỗ trợ săn chắc da, thế nên mọi người cải thiện được vừa tình trạng mỡ vừa cải thiện được tình trạng da, rất là săn chắc và đẹp đó, mọi người nhìn thấy đúng không? Đây bụng của cô ngày đầu tiên đây. Có ai nghĩ là làm một liệu trình về Martin xong mà bụng nhiều mỡ như này mà da được phẳng như vậy không ạ? Chỉ có nghĩ là mình đi cắt bỏ đi thôi, nhưng mà Martin Rebo giải quyết được hết tất cả những cái vấn đề đấy cho khách hàng. Mọi người nhìn thấy rất là rõ đúng không? Hôm nay thì thật sự rất là vui bởi vì là gặp lại cô sau một ngày là vui. Rất là bất ngờ vì là cái kết quả như này là phải xin cô quay ngay một like hiệu quả để cho mọi người theo dõi. Ngoài sức tưởng tượng. Ngoài sức tưởng tượng đúng không cô? Cô cảm thấy là hài lòng với việc cô rất là vui không ạ? Cô cảm thấy rất là hài lòng. Rất hài lòng, rất vui. Cả nhà vui luôn. Cả nhà đều vui. Cô Lea rất là vui mừng bởi vì là khi mà khách hàng làm một liệu trình Martin cải thiện được tình trạng, không những về tình trạng mỡ mà cải thiện được tình trạng sức khỏe, mang lại cho các cô một cái niềm vui lan tỏa trong cuộc sống. Hôm nay cô Ra rất là vui mừng và chúc cô lại càng ngày càng khỏe mạnh để giữ được cái vóc dáng này của mình cô nhá. Cô Ra cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Chào các bạn nhé và hẹn gặp lại các bạn trong một livestream tiếp theo của Điện Hình Cô Ra.